Real Madrid thiếu vắng 3 trụ cột trong trận đại chiến với Liverpool. Real Madrid thường xuyên gieo sầu cho Liverpool ở Cúp C1 trong những năm gần đây. Mùa trước, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đánh bại đối thủ 1-0 trong trận chung kết. Real Madrid cũng loại Liverpool khỏi Cúp C1 ở tứ kết với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận. Thế nhưng, trận đấu tới đây sẽ khó khăn hơn nhiều khi vào chiều ngày 20 tháng 2, trang chủ của Real Madrid đã công bố đội hình hành quân tới nước Anh. Theo đó, bộ đôi tiền vệ Toni Kroos và Aurier Tchouameni đều vắng mặt vì chưa khỏi ốm. Theo Relevo, Toni Kroos bị nhiễm trùng đường ruột, ảnh hưởng nặng nề đến cân nặng và khối cơ của tiền vệ người Đức. Việc vắng Toni Kroos và Tchouameni khiến huấn luyện viên Carlo Ancelotti mất đi hai sự lựa chọn ưu tiên mà ông thường xuyên sử dụng cho hàng tiền vệ ba người. Điều đó đồng nghĩa với việc chiến lược gia Italia sẽ phải thay thế bằng các lựa chọn thứ hai trong số những cái tên gồm Ernesto Valverde, Eduardo Camavinga, Mario Martin, Sergio Arribas và Dani Ceballos để đá cặp với Luka Modric ở tuyến giữa. Bên cạnh đó thì Real Madrid cũng sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Mariano Diaz. Những tin vui cho kèn kè trắng là chân sút chủ lực Karim Benzema vẫn đủ thể lực để có mặt trong đội hình của huấn luyện viên Ancelotti hành quân tới Anfield sau khi bỏ lỡ trận thắng Osasuna tại La Liga vào cuối tuần trước. Ronaldo bị tố miệt thị trọng tài. Ở khoảng thời gian bù giờ hiệp 1 của trận đấu với Antwerp, Ronaldo cho rằng Anas xứng đáng được hưởng penalty. Đó là tình huống bóng mà theo quan điểm của CR7, trung vệ Nando của đội khách đã chơi bóng bằng tay, qua đó giúp thủ môn Mason ôm bóng. Nếu Anas được trao quả penalty, đương nhiên CR7 sẽ là người thực hiện. Tuy nhiên trọng tài điều khiển trận đấu này là ông Faisal Abwi, cũng như đội ngũ hỗ trợ không nghĩ như vậy. Họ kiên quyết từ chối Anas được hưởng penalty. Trọng tài video cũng nói không với Anas và cá nhân Ronaldo. Điều đó đã khiến Ronaldo nổi giận, bởi chính mắt anh đã nhìn thấy trung vệ Nando của Antwerp dùng tay giữ bóng cho đồng đội. Trên đường vào đường hầm, chủ nhân của năm danh hiệu của bóng vàng đuổi theo các trọng tài và hét lớn: "Thức dậy đi!" nhiều lần. Ronaldo mỉa mai ông vua áo đen là những kẻ mơ ngủ, điều khiển trận đấu không chính xác. Ngay tại thời điểm trên sân, Ronaldo đã phản ứng dữ dội. Theo nguồn tin của Arab News, hành vi của Ronaldo đã bị báo cáo lên ban tổ chức giải Saudi League trong biên bản sau trận. Không chỉ sử dụng từ ngữ mỉa mai, Ronaldo còn có hành vi thiếu chuẩn mực. Hai tay anh vỗ vào nhau, thể hiện rằng bóng đã chạm tay mà các trọng tài bằng cách nào đó lại không cho Anas được hưởng penalty. Vì thế CR7 có nguy cơ đối diện với một cuộc điều tra và một án phạt nguội sau trận. Nếu bi kịch xấu xảy ra thì đây sẽ là một thông tin tồi với Anas trong bối cảnh họ đang bị các đối thủ phía sau bám đuổi cực gắt trong cuộc đua vô địch tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Khi mới đến Ả Rập Xê Út, Ronaldo cũng không thể chơi cho Anas mà nghỉ một số trận đấu vì án treo giò khi còn chơi bóng tờ Anh cho MU. Hơn nữa trong sự nghiệp của mình thì Ronaldo nhiều lần bị phạt vì phản ứng với trọng tài. Nổi tiếng nhất là cú đẩy trọng tài Ricardo de Burgos ở trận siêu kinh điển năm 2017. Vì hành vi này, Ronaldo đã bị treo giò tới 5 trận. MU chốt chữ ký cuối cùng trước khi đổi chủ. Theo nguồn tin từ ESPN, MU đã gần như hoàn tất mọi thỏa thuận hợp đồng với Garnacho. Giờ đây họ chỉ cần giải quyết vấn đề về bản quyền hình ảnh để đưa ra thông báo chính thức. Garnacho là một trong những phát hiện thú vị tại Premier League mùa này. Ngôi sao trẻ người Argentina được đưa lên đội 1 của Manchester United và nhanh chóng gây chú ý bằng những pha đi bóng lắt léo và giàu tốc độ. Dưới thời của Erik ten Hag, ngôi sao 18 tuổi đã có 27 lần ra sân trận mở đấu trường, ghi 4 bàn thắng và đóng góp 6 kiến tạo. Alexandro Garnacho hiện đang được xem là phương án tuyệt vời, giúp tăng cường chiều sâu đội hình quỷ đỏ. Tuy nhiên về lâu về dài, anh sẽ trở thành nhân tố chủ chốt của câu lạc bộ nhờ tiềm năng phát triển đáng kinh ngạc. Cầu thủ trẻ người Argentina có thể ký một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm tại Old Trafford đến năm 2028 và thủ tục dự kiến sẽ hoàn tất trước khi quá trình chuyển nhượng chủ sở của MU được thực hiện. Nhà Glazer nhận siêu tài trợ, liệu còn bán MU? Một trong những thương vụ đang được quan tâm nhất thời điểm hiện tại là việc MU chuẩn bị đổi chủ. Chủ sở hữu của Quỷ Đỏ, nhà Glazer, đã đăng bán câu lạc bộ từ hồi tháng 11 năm ngoái. Hiện tại báo chí Anh tiết lộ đang có hai nhà đầu tư chính muốn tham gia vào thương vụ này. Trong diễn biến mới nhất của thương vụ, công ty quản lý đầu tư tài chính Elliott của Mỹ đã bắt đầu để ý tới thương vụ này. Họ đã liên lạc với Drain Group, ngân hàng phụ trách việc xử lý bán MU. Công ty này có nguồn vốn lên đến 46 tỷ bảng và từng được coi là chủ sở hữu ngầm của AC Milan. Một điểm đáng chú ý được ESPN tiết lộ là Elliott không có ý định đứng ra điều hành MU. Họ sẽ muốn chỉ phụ trách đầu tư tài chính theo kiểu tài trợ áo đấu hoặc thanh toán các khoản nợ bằng các khoản vay hoặc kết hợp cả hai. Còn chuyện điều hành sẽ giao cho một bên khác. Nguồn tin tiết lộ khả năng cao nhà Glazer sẽ được Elliott mời lại quản lý đội bóng. Điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch mang tên Glazer Out của người hâm mộ MU trong suốt những năm qua có thể sẽ đổ bể. Tuy nhiên nhà Glazer chưa chắc sẽ đồng ý với kế hoạch của Elliott
bởi công ty này vốn nổi tiếng với việc cho vay lãi cao. Rõ khả năng Messi trở lại Barcelona. Nhà báo Gerard Moreno tiết lộ việc Messi trở lại Barcelona được coi là thương vụ khó khăn, nhưng đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với đội bóng xứ Catalan. Barca đang cố gắng cân bằng ngân sách bằng cách tìm kiếm các nhà tài trợ mới, đồng thời đẩy đi những cái tên như Jordi Alba hay Ansu Fati. Cần lưu ý rằng Messi có thể mong muốn trở lại Barcelona nếu rời PSG vào mùa hè tới. Lý do là anh muốn chơi ở cấp độ cao nhất trong ít nhất vài năm nữa, trước khi chuyển sang một giải đấu cấp thấp hơn như là MLS. Nhiều người tin rằng cầu thủ người Argentina muốn ở lại Paris Saint-Germain, nhưng có vẻ như anh đang nghiêm túc xem xét việc chuyển đi nơi khác sau thất bại của PSG trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Dù PSG chưa dừng cuộc chơi, nhưng chắc chắn Messi sẽ có thể suy nghĩ lại về tương lai của mình nếu gã khổng lồ nước Pháp bị Bayern Munich loại. PSG nhắm bom tấn 100 triệu euro. Tờ L'Equipe đưa tin, PSG hiện đang có kế hoạch củng cố lại hàng công của mình. Dù đã trói chân thành công Kylian Mbappe, nhưng với việc cả Neymar lẫn Lionel Messi đang đứng trước viễn cảnh rời đi vào cuối mùa, rõ ràng đây là một động thái đúng đắn của gã nhà giàu nước Pháp. Nguồn tin trên khẳng định, một trong những phương án mà PSG đang nhắm đến là Ronald Colomuani, ngôi sao thuộc biên chế của Frankfurt. Được biết rằng ban lãnh đạo câu lạc bộ đặc biệt chú ý đến mối quan hệ thân thiết giữa Muani và Mbappe và những người đồng đội trên tuyển Pháp, và họ muốn thấy cả hai ngôi sao này cùng khoác áo PSG. Trước đó, Muani được cho lẫn lọt vào tầm ngắm của một loạt ông lớn khác như Manchester United, Liverpool và Bayern Munich. Đồng thời, truyền thông Pháp cũng khẳng định rằng Frankfurt đang đòi hỏi mức phí 100 triệu euro cho tiền đạo này. Vadion muốn theo Nkunku, đầu quân Chelsea. Chelsea đã miệt mài theo đuổi Josko Vadion ở mùa hè năm ngoái với lời đề nghị 77 triệu bảng. Nhưng thương vụ bất thành do RB Leipzig không muốn bán cầu thủ này với giá rẻ. Đội bóng Bundesliga khi đó thuyết phục thành công tuyển thủ Croatia ở lại thêm ít nhất một năm. Nhưng hiện Vadion đang bỏ ngỏ khả năng chia tay Leipzig vào mùa hè năm 2023 trước sự quan tâm nghiêm túc của Chelsea. Lý do tới từ việc trung vệ này mong muốn theo chân Christopher Nkunku. Cầu thủ được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea với mức phí 52 triệu bảng và sẽ tới thành London vào mùa hè năm 2023. Ngôi sao người Pháp vốn rất thân với Vadion. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Times, Vadion nói: "Cách đây 2 hôm, người đại diện đã gọi cho tôi và nói rằng Chelsea cực kỳ quan tâm tới tôi. Tất nhiên bạn chắc chắn phải suy nghĩ về một đề nghị nghiêm túc từ một câu lạc bộ lớn như Chelsea. Đây là mùa giải thứ hai của tôi tại Leipzig và mọi thứ rất tuyệt vời, nhưng không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong kỳ chuyển nhượng tới. Tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào như Nkunku, anh ấy thật không thể tin được. Mỗi khi nói chuyện với ai đó về anh ấy, tôi luôn nói rằng bất cứ nơi nào Nkunku đến, tôi đều muốn ghi cùng cậu ấy."